Em về em vẫn còn ăn được cơm bình thường. Dù có chọn lại em vẫn quyết định đi liền. Xin chào các bạn, mình tên là Trần Thị Kim Oanh, mình năm nay 21 tuổi, mình đến từ thành phố Bắc Ninh. Mình đã nhường ở nha khoa Hoàng Dung được gần 1 năm rồi. Khi làm tại nha khoa Hoàng Dung, em thấy các anh chị rất nhiệt tình với em và em thấy mọi người có chuyên môn và kỹ thuật rất tốt. Trang thiết bị thì rất hiện đại và đầy đủ, ngăn nắp tiện nghi. Vì bác em thấy răng em chưa được đẹp lắm nên bác đã bảo em đi niềng răng và bác có giới thiệu em đến nha khoa Hoàng Dung. Tuy không được bố mẹ và nhiều bạn xung quanh đồng ý đi niềng nhưng mà em vì một nụ cười đẹp nên em đã đi niềng. Dạ có, trong quá trình niềng răng em có nhổ đi 4 đế răng. Các anh chị bác sĩ nhổ răng cho em đều rất nhanh gọn. Em cảm giác không đau lắm. Về nhà em vẫn còn ăn cơm bình thường. Có khi em ở nhà thì các anh chị lại gọi điện về nhà hỏi thăm răng miệng em dạo này thế nào và có hẹn thời gian đến chỉnh nha cho lần sau. Mình đang sử dụng gói mắc cài kim loại tự động của Đức. Mình cảm thấy gói mắc cài này rất là tiện lợi, thuận tiện trong việc chỉnh nha cũng như là việc vệ sinh răng miệng của mình. Mình thấy rất ưng ý về gói mắc cài này. Lời cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các y bác sĩ tại nha khoa Hoàng Dung đã chăm sóc tận tình chu đáo cho em trong quá trình niềng răng của em ạ. Nếu các bạn muốn niềng răng hãy tới nha khoa Hoàng Dung để có sự chăm sóc tốt nhất và có một nụ cười thật đẹp nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Tạm biệt.